Huỳnh kính chào quý vị khán giả, kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới bình an, tràn đầy năng lượng. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin COVID-19 sáng 12 tháng 3 năm 2022 của Báo Thanh Niên. Bản tin được phát vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Trong bản tin sáng hôm nay, Trúc Huỳnh sẽ chuyển đến quý vị khán giả những tin tức về tình hình dịch bệnh trên cả nước, công tác phòng chống dịch cũng như là các hướng dẫn phòng bệnh chữa bệnh từ các chuyên gia. Sau đây là nội dung của bản tin sáng nay. Bản tin Bộ Y tế ngày 11 tháng 3 cho biết, tính từ 16 giờ ngày 10 tháng 3 đến 16 giờ ngày 11 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 169.114 ca nhiễm mới. Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 19.326 ca. Như vậy, tổng số ca nhiễm được công bố là 188.440 ca. Trong ngày có 74.857 ca được công bố khỏi bệnh. Bản tin cũng thông báo về 71 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 41.228 ca. Thông tin về 188.440 ca vừa được công bố gồm 24 ca nhập cảnh, 169.090 ca ghi nhận trong nước, tăng 8.429 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh thành phố, có 112.937 ca trong cộng đồng, gồm Hà Nội 31.899 ca, Nghệ An 11.057 ca, Phú Thọ 6.352 ca, Bắc Ninh 6.346 ca, Bình Dương 5.574 ca, Sơn La 4.728 ca, Hưng Yên 4.324 ca, Lạng Sơn 4.291 ca, Hòa Bình 4.281 ca, Hải Dương 4.035 ca, Cà Mau 3.859 ca, Tuyên Quang 3.838 ca, Nam Định 3.494 ca, Quảng Trị 3.462 ca, Lào Cai 3.309 ca, Hải Phòng 3.297 ca, Đắk Lắk 3.218 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 3.040 ca, Bắc Giang 2.997 ca, Quảng Ninh 2.919 ca, Vĩnh Phúc 2.862 ca, Bình Định 2.826 ca, Thái Nguyên 2.724 ca, Thái Bình 2.719 ca, Điện Biên 2.709 ca, Quảng Bình 2.708 ca, Ninh Bình 2.569 ca, Bình Phước 2.425 ca, Lai Châu 2.419 ca, Cao Bằng 2.386 ca, Hà Nam 2.337 ca, Bến Tre 2.090 ca, Yên Bái 2.042 ca, Khánh Hòa 1.693 ca, Đà Nẵng 1.683 ca, Đắk Nông 1.676 ca, Phú Yên 1.586 ca, Lâm Đồng 1.511 ca, Tây Ninh 1.331 ca, Thanh Hóa 1.292 ca, Bắc Cạn 1.275 ca, Vĩnh Long 1.098 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 1.096 ca, Trà Vinh 969 ca, Hà Tĩnh 896 ca, Bình Thuận 810 ca, Quảng Ngãi 690 ca, Bạc Liêu 395 ca, Kon Tum 380 ca, Quảng Nam 322 ca, Thừa Thiên Huế 311 ca, Đồng Nai 205 ca, Cần Thơ 174 ca, Long An 170 ca, Kiên Giang 106 ca, An Giang 92 ca, Đồng Tháp 54 ca, Sóc Trăng 54 ca, Ninh Thuận 41 ca, Hậu Giang 33 ca, Tiền Giang 11 ca. Ngày 11 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 19.326 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Giang giảm 2.162, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 628, Hải Phòng giảm 236. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh tăng 4.224, Hà Nội tăng 1.742, Phú Yên tăng 839. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 153.998 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 5.448.935 ca nhiễm, đứng thứ 20 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 55.161 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 5.441.358 ca. Trong đó có 2.980.405 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm Thành phố Hồ Chí Minh 563.711 ca, Hà Nội 553.422 ca, Bình Dương 333.504 ca, Bắc Ninh 212.056 ca,
Nghệ An 194.263 ca. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 74.857 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.983.222 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.990 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.105 ca, thở oxy dòng cao HFNC 440 ca, thở máy không xâm lấn 125 ca, thở máy xâm lấn 317 ca, ECMO 3 ca. Từ 17h30 ngày 10 tháng 3 đến 17h30 ngày 11 tháng 3, ghi nhận 71 ca tử vong gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 1 ca, từ Cần Thơ chuyển đến. Tại các tỉnh thành phố khác gồm Hà Nội 11 ca, Phú Yên 4 ca, Bắc Giang 3 ca, Bình Định 3 ca, Đồng Nai 3 ca, Gia Lai 3 ca, Hà Nam 3 ca, Hải Dương 3 ca, Quảng Bình 3 ca, Quảng Ninh 3 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 2 ca, Bắc Ninh 2 ca, Điện Biên 2 ca, Hà Giang 2 ca, Hải Phòng 2 ca, Hòa Bình 2 ca, Kiên Giang 2 ca, Lào Cai 2 ca, Nam Định 2 ca, Ninh Bình 2 ca, Thái Nguyên 2 ca, Bến Tre 1 ca, Bình Dương 1 ca, Bình Phước 1 ca, Đồng Tháp 1 ca, Hà Tĩnh 1 ca, Lạng Sơn 1 ca, Thái Bình 1 ca, Thanh Hóa 1 ca, Vĩnh Long 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 83 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.228 ca, chiếm tỷ lệ 0,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 35.139.562 mẫu, tương đương 81.001.418 lượt người. Trong ngày 10 tháng 3 có 372.742 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 199.277.592 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 182.233.131 liều. Mũi 1 là 70.892.510 liều. Mũi 2 là 67.757.474 liều. Mũi 3 là 1.492.885 liều. Mũi bổ sung là 14.413.543 liều. Mũi nhắc lại là 27.676.719 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.044.461 liều. Mũi 1 là 8.748.035 liều. Mũi 2 là 8.296.426 liều. Tối 11 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế Hà Nội thông báo thành phố ghi nhận thêm 31.899 ca COVID-19 mới trong ngày, tăng 1.800 ca so với ngày 10 tháng 3. Trong số 31.899 ca COVID-19 mới này, có 11.791 ca cộng đồng. Như vậy, sau 2 ngày giảm nhẹ, số ca dương tính mới ở Hà Nội đã tăng trở lại, dù chưa bằng kỷ lục 32.650 ca vừa thiết lập ngày 8 tháng 3. Bệnh nhân phân bố tại 541 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 2.112, Hà Đông 1.984, Sóc Sơn 1.972, Long Biên 1.896, Thanh Trì 1.820. Từ đến hết ngày 10 tháng 3, thành phố có gần 621.500 ca dương tính đang điều trị theo dõi, giảm hơn 24.000 ca so với ngày 9 tháng 3. Trong đó có hơn 616.500 người theo dõi cách ly tại nhà, chiếm 99%, hơn 580 người cách ly tại cơ sở thu dung, điều trị của thành phố và của các quận huyện thị xã, giảm 20 ca. Có 4.375 người điều trị tại các bệnh viện tầng 2-3 của thành phố, giảm gần 280 ca, và 360 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Như vậy, số ca phải nhập viện ở Hà Nội chỉ chiếm 0,76% tổng số ca dương tính đang điều trị, theo dõi trên toàn thành phố. Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết đã giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 của 109 mẫu bệnh phẩm, ghi nhận 80% nhiễm biến thể Omicron, tương ứng 93 mẫu, trong đó có 86 ca nhiễm biến chủng phụ BA2. Dự báo trong thời gian tiếp theo, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục tăng do khả năng lây nhiễm cao của biến thể Omicron. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, biến thể phụ BA2 chiếm ưu thế trong số các ca dương tính SARS-CoV-2 tại Hà Nội với tốc độ lây lan nhanh.
Tuy nhiên, bệnh nhân ở tầng 2, tầng 3 có chiều hướng giảm. Những ngày qua, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội phải nhập viện chỉ chiếm 1-1,5%. Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, Hà Nội đã chủ động kiểm soát được dịch bệnh ở ngưỡng an toàn. Song ngành y tế vẫn tiếp tục giải trình tự gen để có các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình chung. Ngày 11 tháng 3 năm 2022, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao đổi với các sở giáo dục và đào tạo về vấn đề phòng chống dịch và đưa học sinh quay trở lại học trực tiếp. Ông Nguyễn Kim Sơn đề nghị các địa phương kiên trì mục tiêu đưa học sinh quay trở lại trường sớm nhất có thể. Để làm được việc này, người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo cần theo sát diễn biến dịch để có biện pháp kịp thời. Ở những nơi dịch bùng phát mạnh, học sinh chuyển sang học trực tuyến. Nhưng dịch giảm tới đâu lại huy động học sinh trở lại trường tới đó. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ngành giáo dục các địa phương phối hợp với ngành y tế để thực hiện trên tinh thần bình tĩnh, thực tiễn, thích ứng an toàn. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy tiến độ nhanh nhất tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trước đó, tại báo cáo giải trình về vấn đề dạy học trong bối cảnh COVID-19, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra một số khó khăn khi học sinh quay trở lại học trực tiếp. Đó là việc nhiều trường phải dạy trực tiếp, trực tuyến hỗn hợp dẫn tới căng thẳng, vất vả cho giáo viên. Trường học cho học sinh trở lại nhưng chưa tổ chức bán trú dẫn tới khó khăn cho chăm sóc, đưa đón của phụ huynh, những lúng túng trong khoanh vùng xử lý ca F0, F1 trong trường học, thời gian cách ly, phương án chăm sóc cho các trường hợp nhiễm, việc test sàng lọc. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định, ngành giáo dục tiếp tục nhất quán chỉ đạo đưa học sinh quay trở lại trường học. Dẫu đang có nhiều băn khoăn, nhưng đó là xu thế chung và cần xác định về tư tưởng. Đưa học sinh quay trở lại trường học là tất yếu, không thể khác. Đồng thời cho rằng, khó có thể có một phương án toàn diện đáp ứng mọi điều kiện. Trong khó khăn, cần chọn phương án khả dĩ hơn cả. Nhưng việc đưa học sinh trở lại trường học là kiên định, nhất quán. Ngày 11 tháng 3 năm 2022, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã họp giao ban với các phòng giáo dục của thành phố Thủ Đức, quận, huyện và trường trung học phổ thông về công tác phòng chống dịch và tổ chức dạy học cho học sinh thuộc diện F0, F1 COVID-19. Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay trung bình mỗi ngày xuất hiện khoảng 200 học sinh là F0. Số lượng học sinh nhiễm bệnh chưa có dấu hiệu giảm mà vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các nhà trường phải linh hoạt, chủ động trong việc chuyển đổi hình thức học tập. Đồng thời, ông Dương Trí Dũng yêu cầu nhà trường nâng cao hơn nữa công tác phòng chống dịch đối với các hoạt động bán trú, nội trú, căng tin. Nếu đơn vị nào chưa đủ điều kiện tổ chức các hoạt động này thì sẽ được yêu cầu dừng lại nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Thêm vào đó, các trường cần phân biệt đúng hai nhóm học sinh là F0 và F1. Trong đó, F0 là trường hợp học sinh được xác định nhiễm bệnh COVID-19, phải được nhận chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi và điều trị theo đúng quy định của cơ quan y tế. Còn trường hợp F1 thì được yêu cầu cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe không phải là đối tượng học sinh nhiễm bệnh, do đó phải được giải quyết nhu cầu học tập trực tuyến. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo cũng chỉ ra rằng, trong trường hợp học sinh F0 không triệu chứng, nếu phụ huynh yêu cầu cho con học trực tuyến, thì nhà trường có thể linh động bố trí thời lượng học phù hợp, nhưng phải ưu tiên sức khỏe học sinh. Trước đó, tại buổi họp giao ban với Sở Giáo dục Đào tạo, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng dẫn lại kết quả khảo sát cho thấy, số ca nghi nhiễm được phát hiện nhiều nhất là ở những trường lạm dụng máy điều hòa. Từ đó, ông Nguyễn Hữu Hưng khuyên cáo nên tránh việc sử dụng máy lạnh kéo dài, vì nếu xét về mặt thông thoáng là không đảm bảo cho sức khỏe học sinh, không đảm bảo nồng độ dưỡng khí trong phòng. Phó Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo khuyên cáo các trường hạn chế thấp nhất việc sử dụng máy điều hòa trong lớp. Nếu cần thiết thì sử dụng ngắt quãng sẽ tốt cho sức khỏe học sinh, tránh nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, các trường cần tận dụng sân chơi, ánh sáng, không khí tự nhiên để tăng cường sức đề kháng cho học sinh. Sáng 11 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế TP.HCM chính thức triển khai chuyển đổi số công tác quản lý F0 cách ly tại nhà theo hướng cung ứng dịch vụ công cấp độ 4. Người mắc COVID-19 không phải đến trạm y tế khai báo, chờ đợi, tốn chi phí.
Cụ thể, F0 ngồi nhà thực hiện theo hai quy trình, khai báo và cấp giấy hoàn thành cách ly y tế tại nhà. Quy trình khai báo khi dương tính. Khi người dân có kết quả dương tính COVID-19 thực hiện các bước. 1. Chụp hình khai test nhanh vừa được xét nghiệm và có kết quả dương tính, ghi tên và ngày tháng thực hiện xét nghiệm trên khay trước khi chụp hình. 2. Chụp hình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh như giấy bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, thẻ học sinh. 3. Truy cập vào địa chỉ khai báo f0.tbhcm.gov.vn, chọn khai báo F0. 4. Nhập số điện thoại di động đang sử dụng vào ô nhập số điện thoại xác thực, sau đó nhấn vào nút nhập mã OTP. Hệ thống sẽ tự động gửi mã OTP về số điện thoại vừa nhập dưới dạng SMS. 5. Nhập mã OTP và nhấn nút tiếp tục. Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình thông tin bệnh nhân F0. 6. Nhập đầy đủ thông tin cá nhân, đính kèm hình ảnh chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, tiền sử bệnh nền, tình trạng tiêm vaccine COVID-19, triệu chứng hiện tại, kết quả xét nghiệm, đính kèm hình ảnh kết quả xét nghiệm dương tính. 7. Sau khi hoàn thành, nhấn nút lưu để gửi thông tin người khai báo đến trạm y tế nơi lưu trú. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo nhận thông tin về số điện thoại người dân vừa khai báo. Quy trình cấp giấy hoàn thành cách ly y tế tại nhà. Khi đủ thời gian cách ly, F0 thực hiện test nhanh, nếu kết quả âm tính, thực hiện các bước. Chụp hình khay test nhanh có kết quả âm tính vừa được xét nghiệm, ghi tên và ngày tháng thực hiện xét nghiệm trên khay trước khi chụp hình. 2. Truy cập vào địa chỉ khai báo f0.tbhcm.gov.vn. 3. Nhập số điện thoại di động đang sử dụng vào ô nhập số điện thoại xác thực. Sau đó, nhấn vào nút nhập mã OTP. Hệ thống sẽ tự động gửi mã OTP về số điện thoại vừa nhập dưới dạng SMS. 4. Nhập mã OTP vào ô, mã xác thực OTP. Sau đó nhấn nút tiếp tục. Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình kết quả xét nghiệm sau khi cách ly. 5. Nhập ngày xét nghiệm, kết quả xét nghiệm, đính kèm hình ảnh kết quả xét nghiệm âm tính. 6. Sau khi hoàn tất, nhấn nút lưu để gửi thông tin kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian cách ly đến trạm y tế nơi lưu trú. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn về số điện thoại người dân vừa khai báo với nội dung đã nhận thông tin. Giấy xác nhận hoàn thành cách ly sẽ được gửi qua địa chỉ email. Nếu không có email, người dân đến trạm y tế để nhận. Khi nhận được tin nhắn thông báo kết quả xét nghiệm âm tính của F0, nhân viên trạm y tế sẽ kiểm tra thông tin, bấm nút hoàn thành cách ly. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến người khai báo. Trường hợp trạm y tế chưa sử dụng chữ ký điện tử thì nhấn xuất giấy xác nhận, in ra. Bản scan giấy xác nhận đã ký được gửi đến email của F0 đã khai báo. Trường hợp trạm y tế thực hiện ký số giấy xác nhận, nhấn ký số và gửi email. Email tự động gửi đến F0. Trường hợp F0 không có email, có thể nhận bản giấy trực tiếp tại trạm y tế sau 5 ngày kể từ ngày hoàn thành cách ly tại nhà. Nếu F0 không nhận bản giấy trực tiếp, trạm y tế sẽ chuyển giấy xác nhận về tổ dân phố để hỗ trợ phát tại nhà cho người dân. Bản tin COVID-19 sáng nay của Báo Thanh Niên đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với bản tin. Ngoài bản tin sáng, Báo Thanh Niên còn thực hiện bản tin COVID-19 được phát mỗi tối trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị cùng đón theo dõi. Quý vị hãy bấm theo dõi kênh YouTube Báo Thanh Niên và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục của chúng tôi. Còn bây giờ, Trúc Huỳnh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.